chuẩn bị giao hàng cho anh khách thôi. Đó, em lên là phải có này anh chị. Cái này về á, là nó dài ngắn gì anh kéo ra, giống như cái chế đang nằm gì đi, không? Thì cái này nó dài ngắn gì anh kéo ra, em chừa chống dư nhiều lắm nha, có gì anh kéo ra từ ra. Đó. Thì anh coi theo mấy cái hình mà của cái máy kia em nè, cái này nó hơi quay nào, quay lại gì nào. Đó. Đó, nào. Kéo ra. Cứ ai nó không ngang thì cứ kéo này ra thêm. Cho hai con nó bằng thôi, không sao đâu. Kéo vừa cái quá xúc ra ngoài luôn. Trong đây nhiều lắm, anh cứ mở nắp ra anh thấy không? Đó, em lên là gì nè. Anh chị xài sạch bon à, dễ lắm, sạch sẽ cái máy, ok lắm. Đó, cái chế nằm gì nè, nó tự tự chứ không phải. Nè, anh, cái này cái chế này là cái nắp này nó nằm ngược nè, chứ em không có xài cái le này nằm bên đây được nha. Bên le anh không đóng le được. À nãy em quên mài nữa. Hoàng chút mài lại em quên vô này. Để chút mài sơ này lại. Còn đụng vô đó nữa. Đó, đây. Chọn bộ gì nè anh chị, về chỉ gáp cho thôi. Cái này là em lên cho con Gobin. Cái này chế 260 nha anh chị. Thì nó xài chung với thằng 25351 hoặc là thằng Gobin NB3003 rồi đó. Còn cái chỉ có khác là khác bình xăng thôi. Bình xăng thì cái này là 351 với 411 nó giống nhau. Còn anh chị lên cái Gobin kia thì Gobin 03 thì đổi cái bình 03 nha anh chị. Đó. Rồi. Nè, là anh về anh nhớ anh gáp theo cái hình của em nè, đó, không? Cái le nằm bên đây. Kéo xuống gì là đóng nè. Bật lên gì là mở, đó. Xuống đóng lên mở. Rồi. Chế quánh gồ luôn, quánh gồ. Mà quánh gồ loại 1 nha anh chị. Chứ không phải của Nhật luôn à. Nhìn thấy chữ đậm rõ kìa. Còn nếu mà hàng bãi là nó hơi thấp thấp xuống xíu anh chị, nó không có nhô cao gì. Chế bãi mắc lắm anh chị ơi, nhưng mà chế này anh chị xài em bảo đảm 3 năm chưa suy nhê đâu. Trừ khi là anh chị xài trong cặn với nước nhiễu đóng trong á, nó đóng trong ngoài trong đó, rồi anh chị vệ sinh không sạch thôi, chứ nếu mà vệ sinh sạch cũng bình thường anh chị ơi, không có hư đâu. Cái chế này á, xài lâu anh chị gỡ xúc vệ sinh bình thường, đừng có lấy vít nại nại đâm đâm vô trong là nó xài bình thường à. Đó. Chủ yếu là mình lấy G7 mình rửa hơi nhiều xíu rồi được rồi. Đó. Rồi, ok, bên em lên chế rất là chuẩn nha anh chị. Máy nổ garanti từ tiếng nha. Đó. Chứ không phải mà lên đại lên thấy, tại anh chị mà lên đại lên thấy là về chạy được đâu. Chạy là mình phát là khoảng chừng nửa tiếng mới biết là cái độ chuẩn nó chính xác hay không nha anh chị. Chứ không có đâu, mà cái dòng này nè, cái dòng Gobin này á, mà anh chị lên mà nó không chuẩn á, đó, là nó sẽ không có guarantee là một, mà lên ra nó không nổi đâu, có nhựa 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 nhựa